Bữa nay nó hay trời nó hay bị mờ. Mây đẹp. Có người đi lên núi. Bỏ con nhỏ ngồi trong cái thùng. Chợ Nam Duy. Người ta ở trong làng ra. Thấy được nấu á. Ta đi nấu đường còn ngó score. Người này đi làm đường thốt nốt trên núi nè. Không khí không được trong lắm, nó mờ mờ. Này là bà con ta đi làm đường thốt nốt quá bà con. Để gánh cái thùng vậy là thường là đi làm đường thốt nốt ở trên núi. Hay trời đục đục. Thì lên nấu đường không nấu à. Chỗ này được đó, nhờ nó trống á. Làm cái dập. Cánh đồng bên đây á, theo mấy cái bờ ruộng á,
nó không có cái thảm thực vật của nó. Nó chỉ có cỏ mằn trâu với cỏ, biết cỏ người ta ấy nuôi bò. Nó không có phong phú như cánh đồng ở bên núi Tô. Cánh đồng núi Tô nó phong phú, nó đa dạng lắm. Cái mấy cây dại nó có đủ thứ cây á. Còn ở đây là nó nghèo nàn. Lúc này nó có cái mương thủy lợi nè, ta làm lúa được. Rồi bơm nước ở dưới kinh lên á. Đạp xe đạp lên gần tới trên núi. Núi đó là núi Cấm đó bà con. Cái cảnh chỗ này nó đẹp là nhờ nó trống rồi. Cánh đồng nó trống trơn, nó không có bị án. Cây thốt nốt luôn. Nếu có người lấy thốt nốt nhưng mà chưa thấy ra. Mới 8 giờ. Tới nó khô á là người ta cắt lúa xong rồi tới đất nó có ruộng đồng nó khô là người ta đi theo cái đường xe máy cày nhanh hơn. Là đi trắng đi tắt ở đường đồng. Leo leo có một cây thốt nốt. Bà này rất gánh phân. Phân bò. Ông ta nuôi bò ở nhà. Rồi cái bò nó ỉa ra, ta lấy phân. Rồi cái này không biết phải phân hay là lúa giống nữa.
phân thì ta để trong cái kỳ, còn cái này trong cái thúng rất lúa giống. Cái này cái ống bơm nước á, cái ống kéo kéo cái đó nó là cái ống bơm nước. Được khoái cảnh gánh nè, gánh cái thúng, cái giống như cái thúng. Cái này chắc lúa giống chứ không phải gánh phần. Ông dưới này đang cấy dặm. Hàng cây thốt nốt á. Ông này là ông đang kéo cái ống nước mà, để bơm nước cho ruộng. Này gánh lúa giống này. Nói như chứ trong cái thúng cũng chả biết cái gì, mình đoán vậy. Nhiều khi người ta để đồ đạc của người ta trong đó, người ta đi ra người ta làm ruộng á, ta mang đồ theo, đồ ăn hoặc là nước uống hay gì.